Mến chào bà con và các bạn, chào mừng bà con và các bạn cùng đến với bản tin giá heo hơi ngày 9 tháng 7 năm 2024 được phát trên kênh Nông nghiệp Vlog. Mở đầu bản tin chúng tôi xin gửi tới bà con và các bạn một số tin vắn đáng chú ý sau đây. Một số công ty chăn nuôi nhận định, thị trường heo hơi đang trong giai đoạn thấp điểm tiêu thụ nhưng tình hình dịch bệnh đang bùng phát nhiều nơi đã ảnh hưởng đến nguồn cung nên giá heo chưa giảm sâu. Theo báo cáo của Cục Chăn nuôi, ước tính tổng đàn heo của cả nước hiện đạt 25.549.200 con, tăng khoảng 2.9% so với cùng thời điểm năm 2023. Kết quả khảo sát xu hướng chăn nuôi của gần 26.300 hộ nuôi heo trên toàn quốc cho thấy 3.07% số hộ dự kiến mở rộng sản xuất, 88.10% số hộ dự kiến ổn định sản xuất trong thời gian tới, 5.80% số hộ thu hẹp sản xuất, 3.03% số hộ không nuôi heo nữa. Sau đây mời bà con và các bạn cùng xem giá heo hơi hôm nay. Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc, Bắc Giang đạt mức giá 68.000 đến 69.000 đồng 1 kg, Yên Bái 68.000 đến 69.000 đồng 1 kg, Lào Cai 67.000 đồng 1 kg, Hưng Yên 69.000 đến 70.000 đồng 1 kg, Nam Định 69.000 đến 70.000 đồng 1 kg, Thái Nguyên 68.000 đồng 1 kg, Phú Thọ 68.000 đến 69.000 đồng 1 kg, Thái Bình 69.000 đồng 1 kg, Hà Nam 68.000 đồng 1 kg, Vĩnh Phúc 68.000 đến 69.000 đồng 1 kg, Hà Nội đạt mức giá 68.000 đến 69.000 đồng 1 kg, Ninh Bình 69.000 đến 70.000 đồng 1 kg, Tuyên Quang 68.000 đến 69.000 đồng 1 kg, Lạng Sơn 68.000 đến 69.000 đồng 1 kg. Bắc Ninh đạt mức giá 68.000 đến 69.000 đồng 1 kg, Điện Biên đạt mức giá 68.000 đến 69.000 đồng 1 kg, Hòa Bình đạt mức giá 68.000 đến 69.000 đồng 1 kg, giá heo hơi tại miền Trung, Tây Nguyên, Thanh Hóa 68.000 đồng 1 kg, Nghệ An 68.000 đến 69.000 đồng 1 kg, Hà Tĩnh 67.000 đồng 1 kg, Quảng Bình 64.000 đồng 1 kg, Quảng Trị 63.000 đồng 1 kg, Thừa Thiên Huế 63.000 đồng 1 kg, Quảng Nam 62.000 đến 63.000 đồng 1 kg, Quảng Ngãi 63.000 đến 64.000 đồng 1 kg, Bình Định 62.000 đến 63.000 đồng 1 kg, Khánh Hòa 63.000 đến 64.000 đồng 1 kg, Lâm Đồng 66.000 đồng 1 kg, Bình Thuận 66.000 đến 67.000 đồng 1 kg, Đắk Lắk 63.000 đến 64.000 đồng 1 kg, Gia Lai 64.000 đến 65.000 đồng 1 kg, Ninh Thuận 65.000 đồng 1 kg, Kon Tum 64.000 đến 65.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Nam, Bình Phước 66.000 đến 67.000 đồng 1 kg, Đồng Nai 66.000 đến 67.000 đồng 1 kg, Thành phố Hồ Chí Minh 66.000 đến 67.000 đồng 1 kg, Bình Dương 67.000 đến 68.000 đồng 1 kg, Tây Ninh 66.000 đồng 1 kg, Vũng Tàu 67.000 đến 68.000 đồng 1 kg, Long An 67.000 đồng 1 kg, Đồng Tháp 66.000 đồng 1 kg, An Giang 66.000 đồng 1 kg, Vĩnh Long 65.000 đến 66.000 đồng 1 kg, Cần Thơ 66.000 đến 67.000 đồng 1 kg, Kiên Giang 66.000 đến 67.000 đồng 1 kg, Hậu Giang 66.000 đến 67.000 đồng 1 kg, Tiền Giang 67.000 đến 68.000 đồng 1 kg, Bạc Liêu 65.000 đến 66.000 đồng 1 kg, Trà Vinh 66.000 đến 67.000 đồng 1 kg, Bến Tre 63.000 đến 64.000 đồng 1 kg, Sóc Trăng có mức giá 65.000 đến 66.000 đồng 1 kg, Cà Mau có mức giá là 66.000 đến 67.000 đồng 1 kg.